quá trời trái à. Của ai vậy? Cô chủ ta, không biết của ai nữa. Đồ, không biết của ai lên bé tính bơi gì trời. Chín hết rồi hả? Không chua đâu, nói ra ăn thử đâu chua. Vừa ăn, chua chua ngọt ngọt. Quá trái rồi kìa. Cây cây kia ăn hơi chua. Cái đèn luôn hả? Đâu có. Cháy đèn hả? Cá lóc bắt ở dưới ao chảnh hả? Ao đâu đi mua ở chợ. Cá này bự lắm. Cá chảnh còn đồ gối thôi. Đây đây đây. Gớt hết mò luôn. Cá không? Cái trên đầu này
giật lấy mấy con cá luôn. Ok. Con ghép tặng cho cô vài mấy con cá bự vô nữa. Chịu không con? Giật lấy liền ghép nguyên con cá chép vô luôn. Con thôi ghép cho mình đứng lên con cá luôn, chịu không? Thank you.
Lên lên lên. Không có ai đây làm ơn dịnh dụm con, có ai đây? Nước trong bờ trong mình cũng ngoài này. Xuống nghe ơi. Đây. Cũng một xuống rồi. Giờ ăn tiếng không? Dạ. Đi nãy giờ ăn tiếng không? Từ chùa qua. Tiếng mấy? Tiếng. Ồ, mà xa dữ vậy trời. Chắc đi đường kia cho chắc ăn. Đi đường kia đi xem ba xuống em. Còn tí xíu nữa tới rồi, lên tí xíu nữa tới rồi.